Dạ, nhắm mắt lên, à, mở mắt lên em chị, mở to lên. Rồi, chớp mắt em. Rồi, ok, cảm ơn.
xong chưa? Xếp xong rồi đó chị. Đúng. Đúng, đúng không? Xếp xong. Chị bị lối á, mấy em nó nặng lâu á. Dạ. Chị nhớ nhất là hơn mi mỏng á, mà chị nhớ nhất là em bị trật không?